Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Vâng thưa quý vị, DeFi hay còn gọi là tài chính phi tập trung, nó luôn gắn liền với lại blockchain. Và thị trường tài chính phi tập trung hiện nay nó đang rất chi là hot. Thì hôm nay KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để giao dịch trên sàn phi tập trung PancakeSwap. Quý vị có thể sử dụng ví MetaMask, ví Chớt hoặc ví Binance. Thì KTV khuyên quý vị nên sử dụng ví Chớt hoặc ví Binance Smart Chain. Quý vị có thể kiểm tra tất cả các mã chạy trên BEP20 tại địa chỉ bscscan.com. Trước hết quý vị hãy truy cập vào website pancakeswap.finance. Quý vị chọn exchange. Quý vị chọn connect to wallet này. Quý vị chọn Binance Chain Wallet để kết nối. Ở phần BNB, quý vị có thể chọn cái token mà quý vị muốn swap. Ở đây KTV sẽ để là BNB đi. Ở Oceanic Token, quý vị hãy chọn một cái mã token trong cái danh sách này. Nếu trong cái danh sách này nó không có, quý vị hãy vào BSC Scan. Quý vị đánh cái mã token vào ô tìm kiếm đây này. Ví dụ KTV sẽ đánh cái token là BEC. Thì quý vị để ý đây này, BEC token này, BEP20 đây này, quý vị hãy chọn luôn nó này. Quý vị để ý đến từ contract. Quý vị bấm vào cái biểu tượng để copy cái contract này. Rồi quý vị hãy dán nó vào. Đây, quý vị bấm vào Select a Token này. Quý vị hãy dán vào cái ô Search Name này này. Đó, thì nó ra cái token BEC đây này. Quý vị hãy chọn BEC. Và cái ô đầu tiên, quý vị muốn swap bao nhiêu BNB sang BEC thì quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị muốn swap vào đây. Đó. Ví dụ ở đây KTV sẽ swap 0,5 BNB. Và giá hiện tại 0,5 BNB nó tương đương với lại 612 BEC. Rồi quý vị bấm vào swap để xác nhận. Và quý vị xác nhận lại một lần nữa. Rồi tiếp theo quý vị muốn farm thì quý vị chọn này farm đây này. Thì đây là danh sách các cặp quý vị có thể farm. Đây, ví dụ cặp đầu tiên đây này là cặp cách BNB. Quý vị muốn farm cái cặp này thì quý vị phải có cách và BNB ở trong ví của quý vị. Đó, thì quý vị hãy unlock để kết nối ví với lại sàn. Tiếp theo quý vị bấm vào Upload để đồng ý này, đồng ý farm cái cặp này này. Và quý vị chỉ cần để cái giá trị của cách và BNB nó bằng nhau là quý vị có thể farm được. Ok, quý vị muốn stake thì quý vị chọn staking này. Thì hiện tại quý vị có thể stake cách để nhận về syrup đây này. Đó. Quý vị bấm vào cái dấu cộng này. Quý vị có thể nhập cái số lượng bằng cách bấm vào max, hoặc quý vị muốn stake bao nhiêu thì quý vị nhập cái số lượng vào đây. Đó, xong quý vị bấm vào confirm.
và quý vị xác nhận một lần nữa. Rồi quý vị muốn đào sirup thì quý vị chọn sirup pool này. Đây quý vị có thể đào sirup bằng các bằng TVKT đó, quý vị bấm vào dấu cộng này thì quý vị cũng nhập cái số lượng sirup mà quý vị muốn đào. Ok, và quý vị lưu ý KTV chỉ là người làm video phát triển nội dung số, quý vị không nên xem đây là một kênh đầu tư. Quý vị hãy tìm hiểu cho thật kỹ trước khi tham gia bất cứ một dự án, một sàn nào, bởi vì có những sàn hoặc có những token chỉ vừa xuất hiện một ngày, một vài ngày mà đã scam ngay lập tức, nên độ rủi ro rất chi là lớn thì khi quý vị tham gia vào những cái token mới phát hành. Và KTV xin kết thúc video tại đây.